Rồi bây giờ đi lấy xe đi về. Lấy xe theo chị rồi hướng dẫn đi đường mới về thì mình đi thẳng rồi mình đi Lê Văn Việt về ra Thủ Đức. Tắt đèn rát đi, cái đèn này hồi nãy ở trong kia tối quá mới tắt, bây giờ nó tắt đi.